Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, khâu tiêu thụ nông sản có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh luôn nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường cho nông sản bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc tiêu thụ nông sản vẫn còn gặp khó khăn nhất định. Làm thế nào để có đầu ra ổn định cho nông sản là vấn đề được đề cập trong chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm hôm nay. Từ lâu, dứa là cây trồng chủ lực giúp người dân xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, giá dứa lên xuống thất thường, có thời điểm chỉ bán ở mức 2.000 đồng một kg, khiến nông dân gặp khó khăn. Còn dứa thì là tùy mình, cứ lúc nào mà gần được thu thì mình cũng báo khách đến tận đồng họ xem dứa mua, nhưng mà giá cả thì bây giờ cũng không ai thua. Mà đầu tư phân bón công sức thì cũng vất vả lắm. Như ở mình thì hợp tác xã con sỏi mình thì là bán tự do trên thị trường. Nên lúc nào mà giá cả nó có tăng một tí thì là người dân còn có tí thu nhập. Nó mà giá cả nó thấp thì cũng vất vả. Gia đình ông Trần Đình Uyển có 1 hecta dứa đang cho thu hoạch. Nhờ áp dụng đúng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nên luôn đạt năng suất cao, dự kiến đạt trên 40 tấn 1 hecta. Đầu vụ, giá dứa dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng 1 kg, ước tính thu lãi từ 120 đến 130 triệu đồng 1 hecta. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm đều phụ thuộc vào thương lái và tiêu thụ ở thị trường tự do, nên gia đình ông cũng như người trồng dứa nơi đây luôn lo lắng mỗi khi vào vụ thu hoạch. Thu dứa mà coi như tiêu thụ là cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Bởi vì là coi không có sự hợp đồng, thế bán ra bên ngoài thì lắm khi là được cái giá, cũng có nghĩa là cao, như nhiều khi là giá thấp mà lắm khi còn không bán được. Cũng có những năm có nghĩa là phải đem ra đầu bờ để vất ấy. Một là vậy, hai nữa là do nhiều cái yếu tố lắm. Thời tiết thì lắm khi nó không tạo điều kiện cho người dân thì là chúng tôi là không bán được. Quả thì nhỏ này. Xã Quang Sơn chia làm 2 khu vực sản xuất, đó là khu vực thuộc vùng nguyên liệu của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao do công ty quản lý và tiêu thụ. Khu vực còn lại với diện tích 200 ha, chủ yếu trồng dứa, sen chè tiêu thụ ở thị trường tự do. Do vậy giá bán không ổn định. Nhất là vài năm gần đây, giá dứa liên tục sụt giảm, việc tiêu thụ gặp khó khăn vì không tìm được người thu mua. Này, nhà mình khoảng 1 tháng rưỡi là thu hoạch, cái vốn đầu tư của nó rất nhiều, rất cao, mà lúc mình không quan trọng là đầu tư vào rồi, nhưng mà lúc bán ra không biết là cái giá cả nó là bán, mình bán giá được cao hay không, nhưng mà bán giá thấp thì mà người dân lỗ hết. Năm 2016, huyện Yên Mô triển khai đề án sản xuất rau an toàn nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, cải thiện môi trường sinh thái, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Ông Đinh Văn Thuyên ở xã Khánh Dương, huyện Yên Mô đã mạnh dạn tham gia. Sản xuất theo phương thức này yêu cầu kỹ thuật, chi phí cao hơn, nhưng nông sản do ông làm ra chủ yếu lại tiêu thụ ở thị trường tự do nên giá trị đạt thấp. Tiêu thụ sản phẩm nông sản đây chủ yếu là quanh xã, quanh làng, làm ra bao nhiêu ban cho dần cũng hết, nhưng chỉ có cái là nó không ổn định. Trên này mong muốn của người nông dân ấy là muốn được các cơ quan ngành, thứ nhất là hỗ trợ về các cái phần bao tiêu sản phẩm này và kế hoạch sản xuất cây con gì để tiêu thụ nó ổn định hơn. Trong bối cảnh có những khó khăn để tìm đầu ra cho nông sản, thì tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô, vấn đề này đã được giải quyết khá hiệu quả. Để nông sản của người nông dân đến với thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Thành đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các thành viên và người nông dân. Thì hiện nay Hợp tác xã đã thực hiện được 4 hectare chuyển đổi cây trồng 4 vụ trên cái đất là chuyên màu của hợp tác xã, với cái giá trị thu nhập trên 1 hecta thì đến giờ này là ước tính vào khoảng cứ 260 triệu trên hecta. Đây là một cái chuyển đổi rất tích cực mà
các hộ thành viên hợp tác xã rất phấn khởi vì cũng trên một cái thửa ruộng đó, nhưng mà cái hiệu quả thu nhập trên một hectare canh tác thì đã đạt kết quả cao. Với cách làm này của hợp tác xã, các thành viên và người dân ở đây có việc làm và thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó với đồng ruộng, tập trung sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng. Trồng ra thì chỉ muốn được tiêu thụ thì bây giờ nhờ có hợp tác xã thì đã đưa ra cái kế hoạch tiêu thụ nông sản cho nông dân thì bà con yên tâm sản xuất. Trên diện tích đất này, gia đình ông Vũ Thế Vinh luân canh 4 vụ một năm, trồng các loại cây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao như bí xanh, dưa lê và khoai lang. Tham gia chuỗi giá trị sản xuất, bao tiêu sản phẩm, nông sản làm ra được bao nhiêu, hợp tác xã đều thu mua để cung ứng cho các đơn vị tiêu thụ. Trước kia chưa có cái bao tiêu sản phẩm cho người nông dân ấy, thì đối với nhân dân là tự phát, thị trường do là trôi nổi. Thế nhưng đến giờ này là được cái các doanh nghiệp đã về hợp đồng ký kết với địa phương, và đồng thời cũng đã là có cái đầu ra và bao tiêu sản phẩm, thì bà con nhân dân là rất yên tâm và đồng thời là cũng rất phấn khởi và làm thu hoạch một năm 4-5 vụ, cho nên là đối với thu nhập là rất là cao. Để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, đặc biệt là đảm bảo đầu ra cho nông sản, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các xã, hợp tác xã chủ động liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Tại huyện Yên Mô, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã nhạy bén tìm kiếm thị trường, đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, đồng thời vận động nông dân sản xuất theo hướng an toàn để tạo ra những sản phẩm chất lượng cho giá trị kinh tế cao. Hiện tại, huyện đã liên kết sản xuất và ký hợp đồng tiêu thụ nông sản được khoảng 500 hectare. Cái diện tích mà thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với các cái doanh nghiệp thì trên địa bàn huyện thì cũng chưa được nhiều, mới chiếm khoảng xấp xỉ 30% diện tích. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu cho huyện tiếp tục tìm kiếm các cái doanh nghiệp mà có uy tín trên thị trường để giới thiệu cho các hợp tác xã nông nghiệp tích cực tham gia liên kết, và đồng thời là chúng tôi cũng tìm kiếm các cái cây trồng mà có hiệu quả kinh tế cao để thay thế các cái cây trồng cũ có cái hiệu quả kinh tế thấp để nâng cao cái giá trị thu nhập cho người dân. Và một cái trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích cực hơn nữa trong cái việc mà tham mưu cho huyện và chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp tăng cường cái liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp để nâng cao cái giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác. Đối với cây dứa, cây trồng chủ lực góp phần cải thiện kinh tế nông hộ, thành phố Tam Điệp đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường xúc tiến thương mại ở nhiều thị trường khác nhau để tăng lượng tiêu thụ. Đồng thời chỉ đạo xã Quang Sơn vận động nông dân ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp, tạo sự ổn định trong khâu tiêu thụ. Nên là chúng tôi cũng vẫn đề nghị với hợp tác xã Quang Sỏi là nên là phải ký hợp đồng với đồng giao để người ta giúp cho là cung cấp giống vốn, rồi là cung cấp phân và cung cấp quy trình công nghệ sản xuất để làm sao sản xuất được ra cái sản phẩm dứa là có chất lượng để làm cái đầu vào trong quá trình chế biến cho các công ty và cho công ty phục vụ sao. Thì như vậy thì hiệu quả nó sẽ ổn định. Những năm qua, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa đã được một số địa phương triển khai thực hiện khá tốt, nhất là đối với các loại lúa chất lượng cao, lúa giống. Tuy nhiên, trong quá trình liên kết, có nơi chưa có các hợp đồng từ đầu vụ để ràng buộc và chia sẻ trách nhiệm giữa các bên. Nhằm từng bước khắc phục tình trạng này, ngành nông nghiệp đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân. Trong quá trình liên kết để đảm bảo cái lợi ích cho người nông dân và cũng là mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, thì chúng tôi luôn cái đề cao cái lợi ích của người nông dân lên bằng cách là trong quá trình liên kết thì chúng tôi bao giờ cũng đảm bảo cái giá cả khi thu mua là bao giờ cũng sẽ cao hơn cái giá thị trường bên ngoài. Tuy nhiên là để đảm bảo được cái mức giá đấy thì bà con nông dân là phải cam kết là thực hiện đúng theo cái quy trình sản xuất của Bảo Minh đưa ra.
Và trong quá trình liên kết sản xuất đấy, Bảo Minh luôn có hội đồng khoa học hỗ trợ từ quy trình sản xuất cho đến hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo cái quy trình sản xuất tạo lại năng suất cao nhất và cũng đem lại lợi ích giá cả tốt nhất cho người nông dân. Sau khi mà được ban quản trị hợp tác xã và công ty ký hợp đồng thì chúng tôi đã vận động bà con quy hoạch ngọn phùng ngọn thửa đấy, cho nên là dẫn đến cái năng suất rất là cao so với trước đây. Hai nữa là đỡ được cái chi phí và cái thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều cho bà con xã Phiên, nên là bà con xã Phiên cũng rất hưởng ứng cái này. Thứ hai nữa là cái lợi nhuận của cái cấy theo công ty đấy thì nó có rất nhiều cái lợi nhuận đấy, sau khi mà sản xuất ra hàng hóa thì được công ty tiêu thụ thì đỡ được bao nhiêu công phơi phóng và nhân lực. Tỉnh Ninh Bình đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng địa phương. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch cho người dân, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất và một phần vốn để xây dựng hệ thống nhà sơ chế nông sản sau thu hoạch. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thành lập các hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã ngành hàng để liên kết các hộ nông dân, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp thu mua, phân phối, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh thông qua hợp đồng. Hợp tác xã nông nghiệp Mai Sơn là tổ chức cho bà con xã viên trước tiết là tiếp thu về cái khoa học kỹ thuật. Thứ hai nữa là liên kết vùng sản xuất đối với cái loại cây hàng hóa mang lại cái giá trị kinh tế cao. Chức năng vai trò hợp tác xã nông nghiệp thì liên kết liên doanh và quan tâm đến cái bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân để bà con nông dân yên tâm sản xuất. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã liên kết với nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là đối với các siêu thị của thành phố Hà Nội để bao tiêu cái sản phẩm cho bà con trồng các cái loại cây hàng hóa như là dưa Hàn Quốc rồi là bí bao tử và rau các loại thì nó đảm bảo cái an toàn. Thì trong thời gian tới thì hợp tác xã sẽ đi các tỉnh bạn để tìm tiếp tục để ký cái đầu ra cho bà con. Một là bởi vì tới đây là hợp tác xã đang chuẩn bị cái mô hình để chuẩn bị trồng toàn bộ cà rốt, chuẩn bị trồng cà rốt và thu toàn bộ cái ướt xanh. Thế thì trong cái quá trình cho đến thời điểm này thì hợp tác xã đã tìm được ra được hai cái đầu mối, nhưng mà để làm cho nó chắc chắn thì hợp tác xã phải ra trực tiếp doanh nghiệp để người ta xem cái đối tác doanh nghiệp họ làm như thế nào, sau cái đó mình hợp tác xã ký kết hợp đồng. Hợp tác giữa doanh nghiệp với hợp tác xã kiểu mới nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Ngành nông nghiệp và các địa phương cũng thường xuyên dự báo thị trường tiêu thụ, giá nông sản theo tháng hoặc theo mùa để người dân doanh nghiệp chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong vấn đề tiêu thụ nông sản, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, nông dân cũng cần thay đổi tư duy, phương thức tổ chức sản xuất, chủ động liên kết sản xuất nhằm tạo ra những nông sản an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục những vấn đề cử tri quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin được gọi theo số điện thoại 0888 036199 hoặc gửi thư về theo địa chỉ chuyên mục những vấn đề cử tri quan tâm, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.